Rồi, em xin chào nhà nha. Em lên chỗ nhà bạn. Sinh cô nha. Con này sinh cô sóng radio ha. Lịch vạn niên kính sao phê pin năng lượng nha. Con này mặt nó đổi màu ha. Nè, nhìn bên đây xám ha, nhìn bên đây mỡ gà. Rất là hay luôn. Mặt đây xám, mặt đổi màu ha. Thì cọc số nó là cọc số vàng nha. Số vàng nhìn đẹp, kim cũng màu vàng luôn. Đây bản full thép. Kính sao phê nha, dòng này kính sao phê. Thì cái này mình này con này thì nó chạy từ Nhật về luôn, rồi em mới chỉnh lại cái giờ của thằng BKK, múi giờ BKK xài Việt Nam, tức là ở nhà xài được lịch vạn niên ha, này khỏi ra sóng. Tưởng nó chạy từ Nhật về rồi. Núm cổ chai nha, núm cổ chai ha, mặt sau nè thông số đủ nha. Thì con này là linh kiện phụ kiện nha, tất cả là của Nhật nha. Đó nè, cách in sao băng nè, mod sao băng nè, cách in nhà máy China nè, tức là lắp ráp tại nhà máy đặt ở China xong mới xuất về thị trường nội địa Nhật. Thì cái dây này nha, dây của nó là từ Nhật về luôn nha, dây kiểu không phải dập hiệu Senco nhưng mà cũng là dây xịn đó, dây dập hiệu xịn luôn đó. Nên con này em bán nha, giá bình dân thôi, giá dễ sưu rầm. Rồi, xe ngang của nó luôn là 39.8 nha, con này chuẩn của nó 39 á, con này xe của nó chuẩn nó 39 đó nha. Nhưng mà đo chuẩn nè, 39. Đứng luôn là 43.7 mỏng. 9 đi rưỡi ha. Thì anh em muốn trải nghiệm cách chỉnh giờ này bằng tay hoặc là rà sóng radio cứ báo em có video hướng dẫn chỉnh cái này hết, phay xước cái này, cái càng còn nè. Nó bốn góc còn dây khóa. Này dây còn dài nha, lên tay. Dây này chắc 19 được, lên tay quẩy. Nên em muốn đeo đẹp tầm 18 đổ về, 18 đổ về đeo mấy mẫu này đẹp. Pin năng lượng ha, mặt hai lồng đổi màu nha. Con này em bán 750 thôi, 750k mà 016 nha. 750 mà 016 ha. Rồi thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha, còn nếu tin tưởng em á chuyển khoản ở bên em bao ship ha. Rồi xin chào nhà nha.